nhiều quy định chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thêm hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về tới Việt Nam. Người dân vùng đỏ vẫn khó tìm shipper. Tháng 9 lịch sử và kỳ vọng đất nước vượt qua đại dịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9, như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều chính sách quy định mới liên quan tới người dân doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Cụ thể, Nghị định số 67/2021 sửa đổi bổ sung Nghị định 167/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công với nội dung nổi bật là nhà đất do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tài sản công sẽ không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định. Thông tư 06/2021 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp tới quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chẳng hạn, thông tư bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con. Thông tư số 13/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó có quy định giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong tuần này, AstraZeneca đã chuyển thêm 3 lô vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam với tổng số 2.016.460 liều. Đây là đợt giao vaccine số lượng lớn nhất từ trước tới nay thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 10,1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trên tổng số khoảng 19,1 triệu liều vaccine này tại Việt Nam được cung cấp qua hợp đồng với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Cũng trong ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm tiếp nhận từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bình Dương đã tiêm vaccine Verocell cho khoảng 20.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Tại các vùng đỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù shipper đã được phép hoạt động, thế nhưng người dân vẫn khó đặt đơn mua và giao thực phẩm và hàng hóa qua các ứng dụng do lượng shipper rất khan hiếm. Một số trường hợp đã nhận đơn nhưng hủy do di chuyển khó khăn. Đơn cử khi đặt đơn hàng thực phẩm tại khu vực Gò Vấp trên ứng dụng Bearmin và Shopee Food, dù 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn nhận về thông báo tất cả các shipper của ứng dụng đều đang bận tại thời điểm đặt hàng. Phía Shopee Food thừa nhận do nhu cầu đặt hàng cao nên ứng dụng mất khá nhiều thời gian để tìm tài xế. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới tỷ lệ hoàn thành đơn. Đại diện ứng dụng Ahamu cũng thừa nhận hoạt động của tài xế tại vùng xanh vẫn diễn ra bình thường, song lại gặp khó ở vùng đỏ khi hiệu suất hoạt động chưa cao. Ahamu kiến nghị khi tình hình tốt hơn sẽ được tăng số lượng shipper, đồng thời tăng thời hạn sử dụng của giấy xét nghiệm. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá dịch vụ không bị tăng trong bối cảnh dịch bệnh. Tính từ đầu tuần này, giá vàng thế giới xê dịch trong biên độ hẹp từ 7 tới 10 USD trên một ounce. Vào cuối giờ chiều ngày 1 tháng 9, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 1.811 USD trên một ounce, giảm 4 USD trên một ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá, giá kim loại quý thế giới tương đương khoảng 49,9 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá vàng gần như bất động, không thay đổi so với giá đóng cửa chiều qua. Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 56,7 triệu đồng một lượng, bán ra 57,4 triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 7,4 triệu đồng một lượng. Tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trong phiên trước kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 tỏ ra khá thận trọng. Dù vậy, kết phiên các chỉ số vẫn duy trì sắc xanh nhờ vai trò dẫn dắt chính từ nhóm hóa chất và bất động sản. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa với biên độ hẹp. Chốt phiên, VN Index tăng 0,24% lên 1.334,65 điểm. Tương tự, chỉ số Upcom Index tăng 0,25% lên 94,01 điểm. Thanh khoản hôm nay vẫn tương đương so với phiên hôm qua. Tổng giao dịch ba sàn đạt 25.300 tỷ đồng, riêng HOSE đạt 20.900 tỷ đồng.
Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Mỗi giai đoạn lịch sử, đất nước đều đối diện với những thách thức riêng, nhưng khả năng nội ứng ngoại hợp mang đến kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch. Như đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã chia sẻ với Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta như được chứng kiến không khí cả nước từ Lũng Cú cho tới Cà Mau đều lo lắng cho nhau, đoàn kết bên nhau, tin tưởng sẽ chiến thắng dịch trong đúng những ngày tháng 9 lịch sử này. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại sứ Nguyễn Hồng Thao với chủ đề tháng 9 lịch sử và kỳ vọng đất nước vượt qua đại dịch. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm xúc của ông như thế nào khi ngày lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay lại diễn ra trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch ạ? Dịch bệnh và sức tàn phá của nó khiến tôi nhớ tới bối cảnh những năm 1944-1945. Việt Nam đối mặt với nạn đói kéo dài từ tháng 10 năm 1944 tới giữa năm 1945, khiến hơn 2 triệu người chết. Rất nhiều người chịu cảnh màn trời chiếu đất, sống trong trạng thái bất an. Họ vừa chịu sự vơ vét của ngoại xâm, tù thuế nặng nề, lại gặp nạn thiên tai địch họa. 76 năm sau, Việt Nam đối diện đại dịch Covid-19, đại dịch cũng là giặc, là thảm họa. Mức độ nguy hiểm của đại dịch là không thua kém. Virus SARS-CoV-2 với các biến thể khác nhau có tốc độ lây lan kinh khủng, độc lực nguy hiểm, đe dọa sinh mệnh, sinh kế và cả tinh thần của toàn dân. Dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa, đóng băng ngành du lịch, gây ra nhiều tranh cãi, hoài nghi không chỉ trong nước mà ở phạm vi toàn cầu. Tôi thấy đất nước chúng ta trong mấy chục năm qua, bên cạnh những thành quả và phát triển thì luôn đối diện với những thách thức từ bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra khiến tôi liên tưởng mạnh mẽ tới những khó khăn của giai đoạn chúng ta giành độc lập và kiến tạo đất nước. Việt Nam hiện nay cũng đang trong giai đoạn phải phòng chống dịch, bảo vệ sinh mạng của người dân, phục hồi đất nước. Bối cảnh đất nước đối mặt thử thách có tương đồng với nhau, đều là giặc hay là dịch, đã có nhiều người chết và nền kinh tế bị ảnh hưởng. Vậy tinh thần của Việt Nam ta suốt mấy chục năm qua có thay đổi khi đứng trước khó khăn hay không ạ? Tôi nghĩ càng lúc người Việt càng quyết tâm hơn khi đối diện thử thách. Có thể thấy giữa lúc đủ thứ giặc hoành hành giai đoạn 1944-1945, một Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng rất quật cường đã ra đời. Cả dân tộc đã đồng lòng đứng lên giành chính quyền, tự quyết định vận mệnh của đất nước. Chính quyền phá kho thóc Nhật chia cho dân, không để dân đói. Chúng ta động viên tinh thần, ý chí để người dân đồng lòng, quyết tâm giành lấy, bảo vệ và xây dựng nền độc lập ban đầu ấy. Cốt yếu của thành công giai đoạn ấy là chính quyền lo cho dân, dân ủng hộ và chúng ta giành chiến thắng. Nói như Bác Hồ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Việt Nam bây giờ cũng vậy, chúng ta đã có những chệch choạc ban đầu trong phòng chống dịch đợt này, nhưng chúng ta đã đoàn kết và dần nắm thế chủ động. Từ chính phủ tới các bộ ngành, tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã, tổ dân phố tới từng con hẻm, mỗi hộ gia đình và mỗi một người dân đều khẩn trương ai làm tốt việc gì thì làm việc nấy. Tiêm vaccine, chăm sóc F0 cộng đồng, tổ chức an sinh cho người dân, ngày đêm cứu chữa bệnh nhân nặng đều triển khai quyết liệt. Nhà nước giúp đỡ người dân y tế và sinh kế, người dân tuân thủ ai ở đâu thì ở yên đó. Chính mỗi người dân cũng nâng cao tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp nhau con cá, bó rau, ký gạo để qua dịch bệnh. Chúng ta như được chứng kiến không khí cả nước từ Lũng Cú cho tới Cà Mau đều lo lắng cho nhau, đoàn kết bên nhau, tin tưởng sẽ chiến thắng dịch trong đúng những ngày tháng 9 lịch sử này. Để thích ứng sống chung với SARS-CoV-2 mà theo cách nói của ông là chiến thắng đại dịch thì Việt Nam cần phát huy những thế mạnh nội lực nào ạ? Cách đây gần 20 năm, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới khống chế được bệnh SARS, cũng là một căn bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính nguy hiểm. Bệnh này cũng được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc, lan ra tới 26 quốc gia, gây tử vong 8.000 người và bị chặn lại khi xuất hiện ở Việt Nam. Hiện chúng ta đang đối mặt với SARS-CoV-2 chưa thuốc chữa và không được chủ quan. Những ngày này, nơi nào bùng dịch thì phải ưu tiên giữ mạng người bằng mọi cách. Nơi nào dịch chưa bùng thì vừa phòng ngừa nhưng phải vừa sản xuất, tạo ra hàng hóa, của cải thì mới có nguồn lực để làm hậu phương vững chắc cho vùng có dịch.
Người dân cũng có vai trò tự quyết đối với sức khỏe, tính mạng của mình bằng thói quen 5K, đi xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm và tiêm vaccine, ở yên trong nhà theo khuyến cáo, học cách tự chăm sóc bản thân, kết nối với người xung quanh, hàng xóm, láng giềng, bác sĩ gia đình, tổ trưởng dân phố để cùng nhau phối hợp, tìm tòi các sáng kiến cùng nhà nước chống dịch. Ở một góc độ tích cực nào đó, tôi nghĩ SARS-CoV-2 dù mang tới tai họa nhưng nó cũng giúp con người chúng ta tiến bộ hơn. Đại dịch lần này đã buộc Việt Nam phải xem xét, cải tổ lại hệ thống quản lý công một cách bài bản, khoa học, nhân văn hơn để có thể ứng phó thảm họa bất ngờ. Theo đó, nhà nước cũng cần từng bước điều chỉnh mô hình các hoạt động y tế, cứu trợ, an sinh xã hội, điều tiết chuỗi cung ứng sản xuất, thích ứng với virus SARS-CoV-2. Chúng ta cần tạo ra sức đề kháng, chống chọi với virus không chỉ nhờ vào chính sách vaccine và hệ thống y tế chữa trị, cấp cứu, mà còn việc thiết kế lại cuộc sống mới cho toàn xã hội. Từ tập quán đám đông, y tế công cộng, mô hình giáo dục, vui chơi giải trí, mua sắm, sinh hoạt cộng đồng, tôn giáo, tín ngưỡng tới việc kết nối thiện nguyện, cứu trợ đều phải lường trước sự tồn tại của SARS-CoV-2. Thử hình dung trong hơn 2 năm qua, nếu chúng ta biến những lời tuyên bố mạnh mẽ về công nghiệp 4.0 thành hiện thực, thì giờ đây chúng ta đã có thể tạo ra một ứng dụng quản lý chung các hoạt động đi lại, truy vết, tiêm vaccine, chăm sóc y tế, cứu trợ cho người dân, thay vì quá nhiều ứng dụng không hiệu quả, mất thời gian như hiện nay. Với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, điều này là khả dĩ. Đó là chưa kể chúng ta có thể dùng máy móc, robot, ứng dụng thông minh để giúp người dân vào những giai đoạn giãn cách khó khăn như giao hàng, phân phát túi an sinh, túi thuốc cho F0 mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cơ bắp con người. Đó không phải là khoa học viễn tưởng vì nhiều nước đã áp dụng. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu cũng tham gia nhiều diễn đàn về luật pháp quốc tế áp dụng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại lực với công tác phòng chống dịch của Việt Nam ạ? Phòng chống dịch thành công thì yếu tố sức mạnh chính sách nội tại là quyết định, nhưng vai trò từ quốc tế cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Việt Nam. Ở giai đoạn Việt Nam khống chế được dịch, chính phủ và Bộ Ngoại giao đã ngoại giao y tế, hỗ trợ khẩu trang, thiết bị y tế cho các nước khó khăn lúc khẩn cấp, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU, Lào, Campuchia và các nước ASEAN khác. Số lượng có thể không nhiều, nhưng đó là tấm lòng sẻ chia lúc hoạn nạn. Vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khi mang 1 triệu liều vaccine của chính phủ và nhân dân Mỹ chia sẻ với Việt Nam cũng có nhắc lại nghĩa cử đó. Chúng ta có tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine do Bộ trưởng Ngoại giao làm tổ trưởng. Lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành đã trực tiếp làm việc với các đối tác, công ty dược để tìm mua vaccine. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm mọi cách vận động vaccine cho nhân dân. Chúng ta cũng phải kể tới sự hỗ trợ thiết bị y tế của bà con Việt Kiều. Quỹ COVAX đến ngày 24 tháng 8 năm 2021 đã chuyển 215 triệu liều vaccine cho 138 nước, trong đó riêng Việt Nam đã nhận gần 8,7 triệu liều. Đó là chưa kể các nước ủng hộ và nhận lại phần vaccine chưa dùng cho Việt Nam. Tất cả nói lên sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị vì người dân với sự chủ động, kiên trì và khôn khéo tận dụng sức mạnh ngoại giao trong phòng chống dịch. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, COVID-19 không chia theo các đường biên giới quốc gia. Vì vậy, để chống dịch thì các nước phải xích lại gần nhau, không nước nào có thể an toàn khi láng giềng bùng dịch, không nước nào có thể phát triển khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị ngắt quãng. Các quốc gia cần chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác để có thể tạo ra các vành đai xanh ở phạm vi khu vực và toàn cầu trong phòng chống dịch. Việt Nam và các nước cần tham gia xây dựng Công ước Quốc tế về phòng chống đại dịch và cải tổ hệ thống bảo vệ sức khỏe thế giới theo hướng tân tiến hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định hôm nay. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Lắp cắp ngay. Cá mất cảnh cáp. Thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Thiếu nước tăng lực nắm mùa, tăng thêm sức mạnh, mạnh mẽ, tuyệt vời. Tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực nắm mùa, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Thưa quý vị, sau khi phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo, liệu người bệnh có thể thực hiện những hoạt động thể lực như trước đây hay không? Đó là thắc mắc được gửi đến nhiều cho các bác sĩ. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Anh Trung, trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ chỉ ra những loại hoạt động thể lực được xem là phù hợp với người đã thay khớp gối nhân tạo. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân cần tập vật lý trị liệu ở nhà thì bệnh nhân có thể tập những môn thể thao nhẹ nhẹ như đi bộ, có thể đạp xe đạp, có thể đi bơi, có thể là đi bộ với bà con trong xóm vân vân. Tuy nhiên thì đối với những người sử dụng khớp nhân tạo thì nên tránh những cái hoạt động cường độ cao, ví dụ như chạy, leo cầu thang hoặc là chơi những môn thể thao có tính va chạm thì nên tránh. Còn lại thì bà con có thể đi lại bình thường.
Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay, ngày 2 tháng 9 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.